họ tên và cái địa chỉ. Tôi là nông dân tên là Nguyễn Thanh Điền, ở tổ ấp 2 xã Nhân Thủy, huyện Vĩnh Hậu Giang, thành viên của hợp tác xã nông nghiệp Thủy Một, huyện Vĩnh Thủy. Thưa chú thì nay thì trên cái nhà mình này thì đang canh tác theo một cái mô hình riêng, thì cái gì vậy thì xin chú cho biết là cái mô hình của mình trên cái đồng này là tôi đây là trên mảnh đất của hợp tác xã chúng tôi, đây là sản xuất theo quy trình lúa giống, lúa giống cấp xác nhận. Thì trước mắt thì chúng tôi là rời cái phương pháp là cái lúa cấy. Đầu tiên thì chúng tôi phải gieo mạ cho tới 10 ngày tới 12 ngày thì làm đất chuẩn bị xong xuôi, thì trục chặt xong xuôi thì khai nước ra, rồi đem mạ ra đồng thì lúa cấy. Lúa cấy từ ngày cấy tới ngày hôm nay là hôm nay nữa là 10 ngày. Thì tôi đang bón phân bạc hai đó để cho lúa nó phát triển. Sau đó thì mình tới 15 tới 20 ngày đó thì chúng tôi đưa dân vô là thử lẫn, thì làm đúng quy trình của lúa giống của công ty giống cây trồng miền Nam. Thưa chú thì bây mình làm theo cái quy trình của công ty giống cây trồng miền Nam đấy, thì các cái vấn đề mà hỗ trợ của công ty từ giống cho đến kỹ thuật và bao tiêu đầu ra thì như thế nào? Thì là từ đó giờ tôi làm cho công ty giống cây trồng miền Nam thì rất tốt. Thì ban đầu thì công ty cung cấp lúa đầu dòng cho chúng tôi làm mạ để cấy, xong xuôi thì có cái đội ngũ giám sát của công ty theo sát với nông dân chúng tôi, thì đúng như theo quy trình thì tới ngày lúa chỗ thì công ty vô đưa KCS vô kiểm tra để là đạt chất lượng, thì công ty sẽ thu về trên so với lúa thường và ở ngoài là 900 đồng một ký. Lúc đó tôi giao lúa tươi. Chú xin cho biết thêm là cái diện tích mà mình trồng cái theo cái quy trình của công ty là bao nhiêu? Làm cho công ty là vụ đông xuân thì chúng tôi làm tới 30 hecta, vụ này chúng tôi làm có 10 hecta thôi. Và sản lượng thì như nào? Sản lượng thì năm nào cũng đạt, vụ đông xuân thì đạt tới 8 tấn lận. Vụ này thì hàng năm tôi làm phải từ 6 tấn tới 7 tấn trên 1 hecta. So với trước đây thì cái nó có khác gì không? So với trước đây thì làm canh tác giống thì tốt hơn. Thì tới ngày hôm nay đất ruộng tôi là trở thành đất sạch, không có cỏ, không có lúa lẫn. Thì bằng lúa giống thì nó sẽ tăng thu nhập cho bà con nông dân. Hiệu quả so trên 1 hecta mà so với cái lúa bình thường trước đây thì nó chênh lệch thì trên lệch nhiều, năng suất thì ngang nhau, chi phí giá thành thì cũng ngang nhau, nhưng cái lợi nhuận chúng tôi sẽ được cộng thêm 800 đồng một ký, thì trên lệch với so với lúa bà con làm hàng hóa ngoài, lúc nào thì 800 tới 900. Nó khoảng bao nhiêu phần trăm chủ nhận? Nếu mà so với lúa thường là bao nhiêu tiền một ký ạ? Nếu mà lúa thường 5.000 thì chúng tôi từ 5.800 tới 6.000. Tức là nó rơi cái độ dao động vào khoảng tầm 18 đến gần 20%. À, đúng rồi. Dạ vâng. Ở đây có nhiều người trồng như chú không? Thì nhiều, trong hợp tác xã thì vụ đông xuân thì làm nhiều, nhưng vụ hè thu thì làm hơi ít. Ok, cháu cảm ơn chú ạ.